mình ăn cái con tôm này á là để mình nâng tầm quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ lên một tầm cao mới. Cái mà các bạn nhìn thấy là cái người ta muốn cho các bạn thấy. Giống như nhọn gái chụp hình 360 đưa lên đẹp là cái nó muốn cho bạn thấy nó đẹp, nhưng bình thường nó xấu quá. Con này đi dẫn gái ăn được rồi. Tại vì dẫn gái đi ăn nó mới có giá trị thương mại. Chứ bây giờ về nhà tụi em mua xong tụi em bỏ vô miệng tụi em ăn lỗ thấy mẹ luôn. Ông 5 triệu đó mà. Xin chào các đồng chí quay lại với chương trình Bếp Ăn Kim Ơn. Bữa nay là xin giới thiệu diễn viên hài số 1 trong giới showbiz Duy Nguyễn. Chương trình Bếp Ăn Kim Ơn hôm nay quay lại với các bạn với một món ăn quen thuộc, đó là mì tôm. Mì tôm cuộc đời chúng ta ngồi đây là ít nhiều phải biết mì tôm. Thằng khỉ này mày mua mì tôm của Tàu hả mày? Lộn Korea mấy em. Thôi kệ mẹ nó, mì gì mì ăn nha. Đói bụng quá. Sau khi tập gym chúng ta cần phải ăn cái gì đó. Mì là phải bẻ làm tư. Trời ơi, cứng vậy. Dùm ơi. Nước em. Đổ vô. Rồi, cái này gì đây? Quất cho mấy em. Cái này muối. Ồ, mì. Chết mẹ, cái gì đổ ké vậy? Ôi cả bà, nó cái gì cũng bỏ vô hết á. Phải cà ri không em? Comment có phải cà ri không em? Dạo này là Duy á, là nhu cầu là phải siết 3kg mỡ hơn Tết. Mà siết mỡ thì sau tập chúng ta còn phải ăn mì tôm nha. Rồi để đây. Hấp vô 3 phút. Nhớ lời trước quen bồ nó, em biết nấu ăn anh. Wow. Nấu món gì? Dạ nấu được 2 món, mì tôm với trứng luộc. Không, cái từ đó yêu nó tới giờ luôn. Tại vì sao? Tại vì mấy thằng gamer, mấy tập tạ nó hay ăn hai món này, trong đó có mình. Rồi để đây. Nhắc tới mì rồi, tôm đâu? Nope. Ủa tao bay kia, tao bay mua tôm nó mất mẹ rồi. Nope. Tụi nó mang tôm ở đâu rồi mày? Kìa, má tao đóng thằng không nào chỉ hết á. Trời đất ơi, đây nội dung chính quay ông ơi. Mày giờ mày đi mày đi làm vlog, mày đi làm youtuber, mày quay có mì tôm đó. Đâu kiếm triệu view hả? Dễ ăn quá. Hay ăn rau răm có tác dụng yếu sinh lý ha, loãng tinh dịch không ăn. Nhớ trai cứng không ăn rau răm. Ôi má, cái con quỷ gì mà nó hỏi vậy ta? Đây, điện thoại quỷ này hỏi coi mày ăn con gì vậy. Alo, mày mua con khỉ gì vậy? Hả? Gì? Tao kêu mày mua tôm hồng bông mà. Nó hết hàng hả? Ăn đỡ hả? Wow. Con này nhiêu đây? Để tao biết được tao lên video tao nói. 5 triệu hả? Wow. 5 triệu mà không bao ship. Đợt. Má nó mua con quỷ tôm Alaska mấy em. Wow. 5 triệu tôm khổng lồ. Bà mẹ nó nóng quá mấy em ơi. Ai ơi. Tao quăng luôn, chút tụi bay dọn. Tao chịu hết nổi rồi. Ê, ra dọn ổ cho tôm nó nằm mấy em. Dọn ổ. Cái con này có wheel nè, cái con này là có wheel nha. Con này có wheel. Hôm nay thấy game chúa tự phục vụ không? Bà mẹ nó nóng dữ trời. Ây da. Nổi nó nhiêu vậy? 3kg mấy em. Giá sỉ 3kg. Con này là 3kg là 5 triệu nha. Chụp hình nha. Đây là mì tôm. Nha mấy em nhớ. Tô mì con tôm kêu là mì tôm. Đây. Xin trân trọng giới thiệu với đồng chí, con này 3kg. 3kg là hơn 6 pound. Ở bên Mỹ. Trời, rớt cái gì vậy? Con này hả? Bên Mỹ á
thì á người ta ăn con này nhiều, ở Việt Nam cũng ăn con này. Thôi xin ít phút chương trình chụp hình mấy, từ từ mấy em chờ chút xíu anh quay chụp hình cái. Bây giờ á Duy nói cho các bạn nghe lý do tại sao phải ăn con này. Mình ăn cái con tôm này á là để mình nâng tầm quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ lên một tầm cao mới. Ghê không? Ghê không? Mình ăn một cái món ăn mình phải đưa một cái triết lý nó bự bự vô vậy đó, nó mới khè được. Cái đó là Duy nói chơi, nhưng mà đúng thật. Wow. Cái con này hồi trước nó 2 triệu mấy 1 ký lần bốt. Sau dạo này cái Trung Quốc với Mỹ nó chiến tranh thương mại đập nhau á, nên cái con này nó giảm giá. Đó, cái con này giảm giá mà cái con này thì giờ nó còn khoảng chừng 1.9 triệu vậy đó. 1.9 triệu giống như con này của Duy là gần cỡ 3 ký. Con này 3 ký, mua tổng thiệt hại 5 triệu. Con tôm này người ta kêu là tôm Alaska, nhập khẩu nguyên con bơi trong hồ. Ăn thì nó nói chung là nó cũng như tôm hùm vậy thôi, nhưng mà nó khác chỗ là nó bự hơn, và nói chung là nó có tính chất thương mại hơn. Vậy đi, ăn cái con này bây giờ là mấy chúng ta là cần phải có kèm có kéo chuẩn bị sẵn rồi. À quên, đồ chấm mày. Đây đồ chấm. Chấm á, mình ăn tôm có hai loại đồ chấm quan trọng là muối tiêu. Muối tiêu chanh đó. Có bụng quá trời, giờ muốn bay ra quất cái cặp càng nó thôi. Chứ không có gì hết trơn rồi đó. Đó. Mà mình tập sim là ôi má ui. Mình tập sim á là mình cần bổ sung protein nha mấy em. Sau tập á thì nhớ uống whey của BBT, mát BBT đồ, súp BBT đồ. Con này ăn phụ thôi, lâu lâu ăn lần vậy chứ con này mắc lắm mấy bạn. Tính ra cũng mắc, 5 triệu này mua được bao nhiêu ta? 5 triệu này mua được có chừng 20 bao quay á, là khoảng chừng 10 kg quay ít gì. Ê thằng quỷ này không cho, không cho chăm. Ủa không mày. Ê cu, hôm nay không có chanh nữa thôi, thua luôn đó nha. Má thiệt tình mày. Ê cái thằng quỷ không cho chanh sao chấm. Trời ơi mẹ nó mua con tôm 5 triệu không có chanh. Chạy lên lầu, chạy lên lầu 5 mấy lấy ăn cái chanh mấy. Trời ơi. Hả? Ăn con tôm này là phải có kèm mấy em. Phải có kèm, kèm chiên dụng ăn ăn tôm luôn. Kèm này chắc kẹp được ghẹ mấy em ơi. Kìm này kẹp đựng ghẹ thôi chứ kìm này không có men gì hết trơn. Trời má, cắt nhựa xong hồi cắt tôm ăn có nào bị ung thư không ta? Dù gì chứ dạo này Duy sợ bệnh lắm mấy bạn, ăn gì cũng phải ngon lành hết. Tôi kìm mà được nè. Đó, mà muốn cái kìm này á, trước khi ăn mình phải lấy khăn THOL mình chùi. Rót rồi xong một cây. Cái này cũng vậy, rót rồi. Bây giờ là giây phút quan trọng nó đến. Còn gì phẫu thuật nữa nè. Bây giờ anh Duy sẽ ăn cái mình, xong rồi ăn cái càng này, xong ăn cái chân thôi. Cái đầu bỏ mày. Tao nói là ngu như đầu tôm. Đầu tôm không có gì để ăn hết á. Nghe. Ví dụ mấy bạn mà đi gặp thằng nào nó chửi bạn á là đầu tôm mà nó chửi bạn ngu á. Rồi cảm ơn em nhiều nha em trai. Wow. Làm video lịch sự với nó thôi chứ ngoài la nó như vậy nha. Đời mà có máy quay vô sống ảo lắm. Bây giờ bạn đừng tin những cái gì trên Facebook mà cuộc đời là khốn nạn lắm em. Nó cái mà các bạn nhìn thấy là cái người ta muốn cho các bạn thấy, giống như nhỏ gái chụp hình 360 đưa lên đẹp là cái nó muốn cho bạn thấy nó đẹp, nhưng bình thường nó xấu quá. Dân miền Nam mà chơi ra nước cho nó hết luôn đi. Rồi. Ui bảo đảm là xem cái này chảy nước miếng ầm ầm hết rồi. Thằng quay cũng chảy và thằng kia cũng chảy. Nè nhìn đầu tôm này không, trong đây còn thịt nha mấy em, chịu khó bươi bươi trong đây cũng có nữa nha. Trong đây là còn thịt nè. Đó anh Di là chơi phẫu thuật ra cho tụi em coi luôn đó. Thấy không, ta nói ngu như đầu tôm lần vậy đó, đầu nó toàn là mấy cái này không à. Nên mấy em đừng nên ăn đầu tôm. Nhưng mà trong cái con tôm này nó có thịt ở trong đầu chút đỉnh. Mấy em bươi bươi mấy cái đỉnh này ra nè, nó móc móc chút xíu, lấy cái tay rửa mấy em, nó hơi dơ một chút nha. Tao nói ăn hải sản nó dơ như quỷ vậy nè. Có thịt nhiều lắm á, chịu khó móc đi. Móc vô đây ra cũng đủ no rồi. Thiệt mà. Trong đây nè, trời ơi nó ngọt bà mẹ. Wow. Tôm sống nó ngọt lắm em. Cái mình nó là cái ngon nhất. Nhớ cái mình nó là cái ngon nhất nha mấy em. Cái càng nó ngon nhì. Mà dân chơi là dân chơi nút cái chân. Đó cái mình để đây.
Thí dụ như cái chân tụi em bẻ một chân, bẻ chân nhỏ nhỏ thôi, chân bự quá tụi em ghiền. Nó ráng nhổ mà cho nó sâu sâu vô trong, nó ăn gian được miếng thịt nữa nha. Tội kinh nghiệm tao đi ăn, tôi con này không ăn gian được, bẻ trong đây nè. Chứ con cua tao dở chân một cái là tận hết luôn á. Cái con tôm này, con tôm ngoại, con tôm này nó dai lắm, bởi vì ăn phải có kéo. Đầu tiên mình lấy cái kéo cắt giải ra, mình cắt thử coi. Ok, giải quyết tốt. Xong cái mình cắt cái miếng này nữa. Trời ơi, chỉ ăn độc nhất vô nhị luôn mấy em. Rồi tụi em nhớ không? Việt Nam mình có con gì mấy em? Ốc len. Ốc len, đúng mày chính xác. Chúc tặng cho mày một cái cà. Bạn đã trả lời chính xác, ốc len. Thì bây giờ mình chơi hút ốc len sao mình hút cái này như vậy nè. Nó rác bỏ dưới. Xong cắt tiếp cái ống này nè. Trời ơi, thì có Duy Nguyễn thân lắm mới chỉ các bạn, chứ các bạn ra ngoài đường bạn không biết ăn, đố bạn ăn được cái càng này không ăn được. Nó ngồi đó khửi tới ngày mai chưa ra nữa. Nên mới nói rằng cái thú vui á, mang hải sản á, là ăn vậy đó mấy em. Cắt từng cái càng nhỏ nhỏ ra. Còn này đáng lẽ là bữa nay Duy lấy cái đầu móc luôn, mà đầu móc về chưa kịp, không bỏ cục thịt nào hết á. Ăn cho nó vừa vốn luôn mà, đúng không? Mình đâu có bỏ thịt được mấy em. Đó. Cái món này là món hấp, đơn giản thôi, bỏ nước luộc chứ là hấp. Khi mà gamer chúng ta ăn hấp như vậy á, đảm bảo đầy đủ protein, nó không thêm những phần calo xấu nha. Wow. Còn bây giờ nhân tiện ở đây, dinh dưỡng cái con này là nhiều. Nó mà y như tôm sú nhà mình, nó khác gì hết á. 100g thịt nó khoảng 20g protein nha mấy em. Đó, mà ăn seafood thì cholesterol cũng tương đối đó, không phải dẫn đâu. Chứ không phải là 100g cả xương. Đó. Nhớ. Nè. Ê ê cu, lên trển nói má anh là đưa dĩa rau xuống, dĩa rau. Wow. Cái món này nè mấy em, ăn là phải có rau. Trời đất, có đá gì đâu á. Ẩm thực quê nhà, mình ăn con gì cũng còn biết, trong bữa ăn mình phải có rau. Yes. Nha. Nói chọc thèm cái càng đủ chưa mấy em, giờ mấy em muốn chơi cái mình trước hay cái càng trước? Hả? Chơi cái mình đi ha, nãy vẫn tò mò rồi. Bây giờ cái mình này nó hơi bự nha mấy em. Nè, nhìn anh bẻ mình nè, đầu tiên là phải gồng lên. Zimmer đây chi để bẻ mình cua, mình tôm. Nó. Ở trong nhà hàng nó chẻ sẵn cho tụi em hết rồi. Tụi em bẻ, còn mình tự phục vụ là mình phải tự bẻ. Nhớ nha bố, ông ở trong cái bụng nó có cái gai chà bá dài nè. Thằng nào á bẻ ngu quá, lấy cái ấn bậy ấn bạ đó, lấy cái tay này ấn vô gai cái xịt máu luôn. Nhớ. Cái con này ghê lắm. Bởi vì mình ăn nó phải báo thù mình á. Trong tất cả các chỗ mà cái vỏ trên này nó cứng nhất nó nè. 1 2 3 không gãy luôn má ơi. 1 2 3 má tôi tức quá. Nói chung là có kìm anh chơi nó được rồi đó, nhưng mà anh tức mà em, anh là phải là luôn chiến thắng nó, anh không chịu thua nó đâu. Mày chết mà chưa. Rồi để ra đây giùm anh nè. Nó ăn rau. Má dặn là phải ăn rau mấy. Rồi. Không có gì hết. Nói chung là clip này là clip hài thôi nha mấy bố. Tôi đi ăn với gái tôi khác à. Không vô comment bậy bạ, làm clip cho coi comment bậy đi. Rồi. 5 triệu của tôi ơi. Thôi tới đây ai đâu khùng đi bẻ nữa, rút đuôi nó ra. Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi nha. Mấy bạn rút cái đùng ra cái nó tự nhiên đứt cục cây đây nằm trong đây ngồi bẻ tiếp. Bóp đít nó nè có nguyệt nè mấy em. Bấm vô kịch để cho nó đứt cái phần thịt trong này ra. Wow. Đúng không? Đứt phần thịt ra, bóp đít đó. Nó đứt rồi. Xong cái mình rút. Rút cái gồng lực mạnh lên, gồng lên. Nhưng mà rút nhẹ. Gồng lên. Nhưng mà rút nhẹ. Gồng mà rút nhẹ nha. Đó, thấy chưa? Kỹ thuật này khỏi kiểm tra luôn mấy em, khỏi check in luôn. Mấy cái chân như đây không có gì đâu, khỏi coi. Đó. Nha. Nhìn cái đuôi,
Nhìn cái đuôi nè, anh Duy rút ra được cái đuôi mà nó còn vậy nè. Chứng tỏ là anh Duy rút có nghề ha. Rút nó không bị đứt giữa chừng, nó có nghề mấy em. Rồi, muốn chụp hình muốn làm nó làm đi, 5 triệu của tôi đó. Đó. 5 triệu của tôi. Ăn hết tiếc đứt ruột không? Tiếc không mấy em? Bởi giờ tiếc á, tụi em mua súp BBT uống đi nó rẻ hơn, rồi tiên nó ngon hơn mấy em. Bởi giờ tiếc á, tụi em mua súp BBT uống đi nó rẻ hơn, rồi tiên nó ngon hơn mấy em. Chứ ăn con này chi tốn tiền. Anh Duy làm video đó để cho con này mắc lắm, đừng ăn nha. Tụi em uống súp BBT đi. Con này đi dẫn gái ăn được rồi. Tại vì dẫn gái đi ăn nó mới có giá trị thương mại. Chứ bây giờ về nhà tụi em mua xong rồi tụi em bỏ vô miệng, tụi em ăn lỗ thấy mẹ luôn. Có 5 triệu đó mà. Giỡn đâu. Rồi giờ chấm. Bây giờ cảm giác chấm có hai cái khác nhau. Thường á, dân Tây Nam Bộ như tụi anh á là chấm muối tiêu. Còn dân nhà hàng ăn thì chấm ớt xanh. Mấy em nhìn có kích thích không? Nhớ nha, kéo bên là tô mì tôm. Để đây. Đó, tô mì tôm nha mấy em. Đó, tô mì tôm. Nó có gì cay nồng ấy. Lạ lắm. Cho mì tôm. Cho mình làm nó luôn đi. Bây giờ là chỉ tới cái càng. Cái mình để đó, tô mì tôm nha. Chỉ tới cái càng. Bây giờ nó có càng đực chứ càng cái. Muốn chơi càng nào. Nè, ráng bẻ nó. Bẻ, 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 bẻ đó. Trời mẹ, sức của thịt ở trong nè. Càng tô mì tôm nha mấy em. Tô mì tôm của anh vậy thôi đó. Nhớ tô mì tôm. Móc 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 nó ra. Đó, đâu đây nhiều thịt lắm nha, đừng bỏ nha mấy em. Anh chẳng qua tới video này nó anh không có thời gian thôi chứ bươi bươi móc đi ăn no luôn á. Đừng giỡn. Đó, chịu khó nha. Đó, chấm 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 muối tiêu chanh. Thêm miếng rau. Hình như anh Dương Nguyễn con lai Ấn Độ sao bóc không em. Ăn cho thoải mái. Đang làm rửa tay. Đó. Nè chịu khó bươi bươi hôm nay nha. Thịt nhiều lắm em ơi. Wow. Tao rảnh tao cũng bươi nữa. Nhưng mà thôi hao video quá. Ăn con này cũng khá bổ nha. Protein này nọ. Mà quan trọng nhất một cái là có tính chất thương mại. Bây giờ con này nó có 3 khúc. Nè giới thiệu các đồng chí. Có 3 khúc thì bẻ. Mấy thằng tập tạ nó bẻ không nổi đâu. Bởi vì mấy thằng tập tạ nó bất tài vô dụng. Nó gặp mấy con này là đập búa không à. Chán lắm em. Thật sự á. Nhiều khi á anh hùng hơn thua nhau điểm này. Cái gì tự làm được là làm nè. Nhìn thấy không. Khi mà tổng tài vẽ lên. Mới tập xong gân nó lặn rồi. Chứ bình thường dây điện nhiều lắm nha. Chưa hả. Rồi trong đây sao ra đây. Móc 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 móc. Đó, nó bự của em. Bự bự bự. Móc cua móc cua. Trời đất ơi, cái con mà phải. Tao nói thiệt với mày á. Để mà móc được á. Là cái con này á. Là nó phải là 3kg nó mới móc được nha. Con nó nhỏ quá, cái càng nó nhỏ tụi bay móc có được đâu. Đừng có cười. Anh đó là nãy giờ anh minh họa tụi em ăn cua bằng tất cả mọi thủ đoạn. Đúng không? Móc ra hết này mày. Giỡn hoài. Cười nè con. Cười nè. Đâu còn gì đâu ha. Nè. Nè bẻ nè. Cầm. Cứng như là trời. À, gai nhiều quá. Không dám giỡn mà em sợ xước một cái đi nguyên nóng nè. Không gai không được không? Ớn không? Lì thiệt chứ. Không được thì tao điểm nguyệt mày. Lấy cái này chích vô cái nguyệt nó giữa nè, cắt cụp cụp rồi xong bẻ thoải mái thôi, gì đâu. Đó. Ai chinh phục càng. Hồi nãy là minh họa các bạn móc rồi, không móc nữa, lấy kìm này bấm. Cái kìm này bấm vỏ nha. Nè bấm cho bạn coi nè ha. Đó. Chơi phải có đồ nghề mấy em. Còn cái kìm này cắt thì cũng được nhưng mà nó yếu. Kìm này cắt càng, cái kéo này cắt càng nhỏ. Cái kìm này là bấm vỏ. Ăn con này chỉ cần 2 cây này là ok. Con gái nó làm cũng được nữa, ăn con này chỉ còn 2 cây này thôi.
Còn thằng này nó hơi bị tự hao á, cái quỷ này nó chỉ kẹp được mấy con ghẹ trong nước thôi. Tại mấy con ghẹ, mấy con cua trong nước cái vỏ nó giòn. Còn mấy con quỷ này vỏ nó dai như vậy, nó không có giòn đâu. Thấy không? Vỏ nó rất là dai, nhưng mà tay của Duy rất là lực nên Duy bóp Duy bẻ thoải mái. Nên bởi vì nó bạn là một thằng tập tạ đó, thì các bạn ăn cái gì nó cũng đã hết đó, ăn cái gì nó cũng ngon miệng người ta, ăn cái gì nó cũng đẳng cấp hết đó. Hiểu không? Còn chân yếu tay mềm hả, ngồi nó ra nó bươi con rồi bươi không được luôn. Thí dụ như nói phải khen các bạn chứ, các bạn ở Việt Nam á, cái này nói nghiêm túc nha, không hài nữa nha. Các bạn ở Việt Nam, các bạn ăn cái con này thì cái thằng đầu bếp á, nó ra nó cắt cho bạn từ cái ngoe, nó để lên bàn hết, bạn ngồi cạp thôi. Nhưng mà xin lỗi, bạn đi qua Mỹ nha, bạn đi qua châu Âu rồi á, ăn cái con này từ phục vụ. Hoặc là bạn mua về nhà là bạn tự phục vụ, bạn tự phục vụ bạn không biết cách mà bạn bẻ cái này là bạn không ăn được đâu. Ăn cái con rất là mất thời gian, bạn ăn không có chuyên nghiệp nữa. Nó nên tại cái tật Duy là làm video hài hài khi khẽ vậy thôi. Chứ mục đích chính là muốn chia sẻ các bạn cách ăn con này. Và mục đích thứ hai là kiếm view thôi. Mục đích thứ ba là mì tôm kỷ niệm, mì tôm gamer. Vậy mà cũng có thằng ghét à. Ăn tôm cũng thằng ghét, nó bảo đảm luôn. Bạn đọc comment đi. Mới sống trên đời ghét nhất mà làm ẩm thực áp lực lắm em. Mỗi lần ăn Tobigo á, nó coi 2-3 ngàn view. Ở dưới nó phóc quá trời luôn. Biết thiếu gì không? Thiếu bia. BCA Amino EA. Ủa? Trong video này, thằng nào comment cái bình lóc. Chấm. Đó. Ghê không? Con quỷ con tôm này nó uống nước á. Nó thật sự con tôm này nó về Việt Nam á, nó cũng bị nó bỏ đói lâu rồi men. Nên nó thịt nó bị tóp. Cặp con tôm này mò được ngoài biển ấy, thịt nó đầy, ăn ngon. Bởi vậy mấy cái đồ nhập này mình ăn mà thiệt thòi. Tao có thể có vợ đưa con này tụi bay sao tụi bay mở ra được. Lấy búa đập đông bể. Búa của tà đập nó bể ra, cái con quỷ này dai lắm nè. Nếu mà tụi em dùng búa mà tụi em đập cái này là nó nát trong luôn rồi. Nó thành phế vật luôn rồi. Bởi vậy đó, phải có cái kềm. Cái này không có lực nào mà bóp nó vừa hết. Không có lực nào, tại vì cái thằng này nó khốn nạn hơn chỗ á. Nó vừa cứng mà nó vừa dai. Ví dụ như cái vỏ mà nó cứng mà nó giòn á, bóp anh lực, anh dùng lực tay bóp rắp cái đầu bể à, để tay còn này thôi thua, phải có cái này mấy em nè, cắt bấm từ từ đó, thấy không, tao khắc tin mày mà. Xong rồi tay lực thì bẻ luôn, chưa lực thì bấm tiếp, bấm từ từ mấy em đó. Khổ lắm chứ không phải cái càng này cũng dễ ăn đâu đó, thấy không, nó không thấy không. Bởi vì mỗi khi anh mua cái kiệm này anh phải chụp hình đưa cho tụi nhân viên nó mua đó, chứ không nó mua lộn càng không làm ăn gì được hết á. Thấy ghê không, cái này giống như con robot nó đào đường hầm metro của mấy em, nó cũng làm được vậy đó. Xong rồi cái này cái thịt nó sẽ đi dưới càng nhỏ, cái càng bự nó bảo vệ cái càng nhỏ. Wow. Ở đây nè, xong mình dùng cái này nè, mình bẻ nhưng mà cái lực của mình là cái lực mình tác động vô càng lớn để cho cái càng nhỏ này nó không bị văng thịt nha. Wow. Khó lắm đó, chứ không phải giỡn đâu nè. Tay phải thuận, tay thuận cầm cái càng nhỏ. Mấy bạn sẽ nói ăn con cua, ông ba sao mà khổ thế. Nhưng mà bạn nên nhớ, những cái món này là món nó khá là quý tộc chứ không phải giỡn đâu. Mình phải có kiến thức để mình học ăn này, không? Nè không? Đố mấy thằng tập game làm nổi á. Nó sẽ lại thuộc cái kiềm. Nó không có phong cách của dân chơi. Mà ta là 1, 2, 3. Đừng có ráng. Thấy không? Nó kêu một cái rắc rồi mà đổi chiều nha, mà ráng cái nữa là nó gãy cục thịt ở trong thôi. Tao chẳng qua tao gì cục thịt ở trong. Nó được rồi nè mấy em. Rồi bẻ này vậy. Đó. Lấy cục thịt ở trong ra. Trời ơi, tao lấy là phải nó toàn diện, nó từ A tới Z vậy tao mới chịu. Nè không? Dài lắm em. Cái quỷ này đựng nước uống được á. Trời ơi, nè không? Hơi mặn như nước muối vậy. Đó. Bỏ quanh đây. Mấy cái trắng này không ăn được đâu nha. Còn bây giờ sung sướng nhất là này.
Tao thiệt chứ mày, ăn cái con cua nó sướng như là cái mình với cái càng. Cái này kêu là càng cua bách qua. Wow. Đúng không? Nè, cái này làm cái tù già thổi được á, cái càng. Ủa lộn à. Đây, thấy trình lọc cua thế nào? Đôi tay ta làm nên tất cả. Cái này á, cái cảm giác ăn nó sẽ khác cái này nha. Cái này nó chắc hơn. Còn cái này ăn vô nó đã miệng hơn. Wow. Hai cảm giác không miêu tả được, anh gì ăn em nhìn nha. Nè, cảm giác chắc nè. Wow. Nè, nhai nè. Nó cũng sực sực đúng không? Đúng rồi. Đó. Nó dai như thịt bò vậy á. Thịt bò. Đó. Nó còn cái này nó khác. Cái này và cái càng là nó khác mấy em. Chấm miếng muối ớt xanh nè, đưa vô. À, cái cảm giác thập nè nha. À, cái cảm giác thập nè nha. Nó ngọt hơn, nó mềm mại hơn, nó giòn hơn. Cái đó là khúc đầu nha, cái đuôi nó khác nữa. Nè, xé ra. Khác không gai bằng cái này, ngọt ngào y chang. Đó. No mẹ à. Trong này nó có nước. Cái này nó không có nước. Này khô ha. Này khô ha, còn là có nước. Nên tụi em ăn á, đừng có cắn bội quá, nước nó trào, làm ngậm vô một cái. Ừ, xong núp. Ở nhà thì ăn vậy nha ba. Ba ra tiệm, ba ra quán, ba ăn kêu nó cười cho chết bà nội luôn á. Không á. Thì đã lỡ có tiền ăn cái con này rồi, đi đặt vô cái phòng VIP á. Wow. Cái phòng VIP là phòng có mình với con Đào mình ngồi á, ăn thoải mái. Ăn cua xong ăn nó luôn cũng được nữa. Đó. Còn bây giờ á, ngồi ở ngoài lề đường ăn này nó cười. Nó cười cho chết. Nè. Đó, bởi vậy anh Duy Nguyễn lên làm video cho tụi em biết chút đỉnh thôi. Chứ ngoài anh Duy khác lắm. Mà cái con này cái đầu cũng khác cái đuôi nữa nha. Cái đuôi nó giòn ha. Không tin nè, táp cái đuôi cho thôi nè. Ở bên Mỹ nó bán mấy con đồ đông lạnh nó cũng có nữa em. Nó bán cái đuôi này không à, cái khác nó vậy nó bỏ hết rồi. Mấy con lotter đông lạnh nhiều lắm nha. Còn bên Việt Nam mình ăn cái đồ đông lạnh không có quen. Phần cua đã xong. Con này là con tôm Alaska nha. Tại anh kêu con cua quá, anh quen miệng. Này để tôi lạnh mới móc ăn. Tập kim giảm mỡ ăn như đây thôi ba. Ăn hết nguyên con không giảm mỡ đâu. Nó không phải à. Phấn tấu rồi đây chết rồi 3 tháng. Phải giảm 3kg mỡ. Đó. Cái thời Duy nè mập hơn giờ một chút. Hồi này nè. Hồi ốm hơn, giờ mập hơn. Mập hơn thì được cái mặt đẹp trai hơn. Đó. Mặt đầu nó chật, phải giảm mỡ. Mà giảm mỡ thì ăn mì tôm nha các bạn. Ăn mì tôm phong cách giảm mỡ của Duy Nguyễn. Nó chương trình bếp ăn gamer bây giờ nó hiện đại hơn. Nó nhanh lẹ gọn nhẹ hơn, mua về ăn thôi khỏi làm mệt quá. Mệt thấy mẹ luôn, hồi kỳ trước đầu tư bếp ăn gamer. Trời đất ơi, làm đúng cực luôn. Mà nó không coi nhiều đó, thôi giờ mua về làm lẹ ăn luôn. Bữa nay là Duy Nguyễn review, hướng dẫn các bạn ăn con
tôm Alaska với tô mì tôm trá hình. Nãy có đụng miếng nào chết, xin lỗi các bạn, có đồ quỷ không ăn. Trời ơi, làm màu thôi, cái đồ quỷ này không ăn nha. Bạch Tạ mang cái đồ quỷ này sai sách, nó độc không à, không có gì ăn hết á. Béo béo tầm bậy, cáp cáp tầm bậy, phát phát tầm bậy luôn, không có đầu tiên nhiêu hết á. Nên cái này làm màu thôi, đúng không? Mì tôm, có mì cộng tôm ra mì tôm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, like và share đi mấy bà nha. Duy đã gọi là đạp trên sĩ diện của một thằng đàn ông làm giám đốc. Đó, nhìn nè, không có giỡn đâu ba. Đó, giám đốc đó. Mà tôi làm một cái video review đồ ăn giống như thằng chết đói vậy đó. Mà không share, không like, không comment tương tác thì các bạn có công bằng với Duy Nguyễn hay không? Nope. Đó, nên các bạn phải chịu khó like, share, tương tác, cách ăn vậy đó thành công á. Ăn con tôm gì cũng biết, quan trọng là ở đây nè. Linh hồn bữa ăn Việt Nam phải crow. Đó, cho các bạn coi phòng mình luôn. Căn hộ triệu đô giữa lòng thành Hồng Kông, diện tích 16m2. Nha. Dạ. Rồi, các bạn ngoài là theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.